tí là loa này nó không chưa là không ấy nổi đấy. Loa 40 này luôn. Đấy. Con này nó đánh rất dã man luôn anh em nhé. Đấy, anh em thấy là tiếng quạt cái tiếng kêu rất là êm. Đấy. Và xin báo giá luôn cho anh em nào quan tâm đến sản phẩm này muốn sở hữu em này là giá 10 triệu 500 cho anh em. Con hàng này rất là nặng anh em nhé. Con hàng này rất là nặng, em chưa cân nhưng mà phải con này phải chắc chắn phải hơn 30 cân là cái điều chắc chắn rồi. Hơn nặng hơn 30 cân, nó còn khoảng 36 cân. 36 37 cân đấy anh em ạ. Đấy, anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp đến Nghĩa Đô vì cái số lượng hàng này nó còn rất là ít anh em nhé. Nó còn rất là ít, anh em có thể liên hệ sớm. Để thử lại anh em chỉ cần nhích một tí là clip tiếp theo. Anh em nhớ là ấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận những sản phẩm cực kỳ chất lượng ở bên Nghĩa Audio nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em vào clip tiếp theo. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này.